chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước của Lotus Sport ngày 17 tháng 4. Văn Lâm trở lại đấu Hà Nội. Công an Hà Nội hủy diệt thép xanh Nam Định. Bình Dương thảm bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Văn Lâm trở lại đấu Hà Nội trong trận đấu giữa Bình Định và Đông Á Thanh Hóa ở vòng 5 V-League 2023 vừa qua. Thủ môn Đặng Văn Lâm bất chính và dính chấn thương, anh buộc phải rời sân ở hiệp đấu thứ hai. Thời gian qua, thủ môn Việt Cường Nga đã vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị tại trung tâm phục hồi chấn thương của bác sĩ đội tuyển Việt Nam Trần Huy Thọ. Cho tới thời điểm hiện tại, sức khỏe của Văn Lâm đã ổn định, nhiều khả năng thủ thành của đội tuyển Việt Nam sẽ kịp trở lại để ra sân ở trận đấu giữa Bình Định với Hà Nội FC ở vòng 7 V-League diễn ra chiều nay. Huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng tiết lộ trong một họp báo trước trận đấu, chấn thương của Văn Lâm đã hồi phục tốt nên khả năng anh ấy sẽ được tung ra sân trong cuộc đối đầu với Hà Nội FC ở vòng 7 này. Ở trận lượt về V-League 2022, Đặng Văn Lâm đã chơi xuất sắc và góp công lớn vào chiến thắng 3-0 của Bình Định trước Hà Nội FC ngay trên sân hàng đẫy. Trên sân Quy Nhơn, Hà Nội đã thắng Bình Định với tỷ số 1-0 tại V-League 2022. Trận đấu sắp tới, đội bóng của huấn luyện viên Bandovic chắc chắn sẽ được đánh giá cao hơn khi đang dẫn đầu bảng xếp hạng cùng một huấn luyện viên tài năng. Trong khi đó, Bình Định từ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng đã rơi xuống hạng tư sau hai trận liên tiếp không thắng, thua Đông Á Thanh Hóa 0-1 và hòa Thành phố Hồ Chí Minh 1-1. Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa Bình Định và Hà Nội FC sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 4 trên sân Quy Nhơn. Công an Hà Nội hủy diệt thép xanh Nam Định. Công an Hà Nội đã lấy lại sự tự tin sau khi đánh bại BKMX Bình Dương ở vòng 6. Đội bóng ngành công an hừng hực khí thế khi trở lại sân nhà hàng đẫy tiếp đón thép xanh Nam Định ở vòng 7 V-League 2023. Công an Hà Nội chơi bùng nổ, liên tục tổ chức tấn công và ép đối thủ vào thế phòng ngự trong suốt phần lớn thời gian trận đấu. Xuất phát từ tình huống tấn công trung lộ, Gustavo trọng khe để Xuân Nam thoát xuống và dứt điểm ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 17. Có bàn thắng thay trong thế bế tắc, đội chủ sân hàng đẫy thêm hưng phấn, liên tục dâng cao tấn công. Khi hiệp 2 trôi qua 13 phút, Lê Văn Đô đã tận dụng cơ hội để ghi bàn nâng tỷ số cho đội nhà. Trong khi đó, thép xanh Nam Định tỏ ra vô duyên trong các tình huống đối mặt với khung thành đối phương. Trong tình thế không còn gì để mất, đoàn quân huấn luyện viên Vũ Hồng Việt buộc phải đẩy cao đội hình để tấn công hàng tìm bàn gỡ. Nhưng tấn công mà không hiệu quả, đội bóng Thành Nam phải trả giá bằng hai bàn thua nữa trước khi trận đấu khép lại. Thắng còn giá 4 sao trước thép xanh Nam Định, câu lạc bộ Công an Hà Nội rút ngắn khoảng cách với chính đối thủ xuống còn 1 điểm và vươn lên top 4 cùng 11 điểm sau 7 vòng đấu. Trong khi đó, thầy trò ông Vũ Hồng Việt mất cơ hội trở lại ngôi đầu bảng và có nguy cơ bị hai đội đứng trên bỏ xa sau khi vòng 7 khép lại. Bình Dương thảm bại trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bình Dương đã quyết tâm có 3 điểm để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ trong chuyến làm khách đến Hà Tĩnh. Ngay những phút đầu tiên, đội khách là những người chơi tấn công hay hơn và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. Rất may là xà ngang cùng với sự xuất sắc của thủ môn Dương Quang Tuấn bên phía đội chủ nhà đã cứu nguy. Trong khi hàng công của Bình Dương chưa thể cụ thể hóa được những cơ hội thành bàn thắng, thì lưới của đội khách đã rung lên. Phút 25, trong tình huống tấn công trung lộ, hai ngoại binh bên phía Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có pha sản xuất đẹp mắt trước khi tiền đạo Diallo đẹp bóng căng và chính xác đánh bại thủ môn Minh Toàn của đội khách để mở tỷ số trận đấu. Tỷ số 1-0 nhưng đội chủ nhà được giữ nguyên sau hiệp 1 kết thúc. Bước sang hiệp 2 với quyết tâm giành 3 điểm trên sân nhà, các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thi đấu rất hay và hưng phấn khi có bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp 1. Phút 60 của trận đấu, từ cánh trái nhận được đường truyền của đội trưởng Đinh Thanh Trung, trong tư thế không bị ai kèm, tiền đạo Diallo đã dễ dàng ghi bàn thắng thứ hai để nhân đôi kinh Việt. Trong một ngày thi đấu kém duyên, các chân sút chủ lực như Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào hay như ngoại biên Riemario của đội bóng đất thủ đã không thể xuyên thủng mảnh lưới của đội chủ nhà. Trong khi đó, hàng thủ Bình Dương tiếp tục mắc sai lầm ở cuối trận. Phút 84 của trận đấu, từ tình huống phản công sắc lẹm, cầu thủ Trần Văn Công đã có cú sút chính xác để đánh bại thủ môn bên phía Bình Dương, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Đà Nẵng lâm nguy trước đối thủ đồng cân Đồng Lạc Khánh Hòa. Đà Nẵng đặt mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện thứ hạng của mình. Tuy nhiên, Khánh Hòa với lợi thế sân nhà và tinh thần chiến đấu tuyệt vời của mình đã khiến đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng gặp nhiều khó khăn và lâm vào bế tắc. Nếu như Khánh Hòa tận dụng cơ hội tốt, đội chủ nhà đã có bàn thắng trước trong hiệp 1. Đà Nẵng chơi khởi sắc trong hiệp 2. Những sự thay đổi người của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng giúp Đà Nẵng tạo ra nhiều sóng gió lên khung thành của đội chủ nhà. Phút 53 của trận đấu, Đà Nẵng được hưởng phạt đen khi cầu thủ đội chủ nhà mắc lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, trên chấm đá phạt 11m, John Olsen đã không thể đánh bại được thủ thành Võ Ngọc Cường. Ngoài bỏ lỡ cơ hội ghi bàn trên chấm 11m, Đà Nẵng cũng phung phí nhất hai cơ hội ngon ăn nữa trong hiệp 1. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Đà Nẵng đã phải trả giá đắt khi để Khánh Hòa ghi bàn mở tỷ số ở phút 73 của trận đấu do công của Moaser. Trước thời gian còn lại, Đà Nẵng ép sân Khánh Hòa để tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thành công. Kết quả chung cuộc, Khánh Hòa giành chiến thắng 1-0 trước Đà Nẵng ở vòng 7 V-League 2023 để có được 9 điểm. Trong khi đó, Đà Nẵng đứng cuối bảng xếp hạng với 3 điểm. Trên đây là những tin tức đáng chú ý trong bản tin thể thao trong nước ngày 17 tháng 4. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ các bản tin hàng ngày của Lotus Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.